xin chào bà con. Bà con có khỏe không ạ? Vâng, Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020. Đó, như phía sau lưng các bạn thấy đó, thì ngày hôm nay mình bắt tổng thể một xe bò. Đó, lớn nhỏ đỏ đen là 11 con. Đó, thì chia sẻ với các bạn mình sẽ làm một cái video ngắn gọn trong lúc mà trời ẩm còn sáng. Hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều rồi, trời còn sáng, mình quay ngắn gọn nhất có thể 11 con bò này, báo giá chi tiết cho các bạn quan tâm tham khảo. Và các bạn trước khi vào nội dung chính ấy, thì mình chia sẻ một xíu là các bạn đừng có quan tâm đến cái việc mà công khai hay không công khai. Các bạn cứ xem hết video đi, rồi mình báo giá chi tiết, các bạn xem hình ảnh con bò, cảm thấy hợp lý giá thị trường á thì mua, còn không hợp lý với giá thị trường á thì các bạn tiền của các bạn, còn bò của mình nó đâu có ảnh hưởng gì với nhau đâu, chẳng qua là các bạn tham khảo. Đó, thì ngày hôm nay mua 11 con, chia sẻ với các bạn là ở 8 nhà khác nhau. Đó, nên là mình quay video chi tiết công khai báo giá tại chuồng rồi, nhưng mà bây giờ á mình muốn làm một cái video rất là ngắn gọn, vì 8 nhà khác nhau, cái cánh mình vào trả giá rồi mua á thì cái video đó nó hơn một tiếng đồng hồ, mình không thể up nhanh lên được. Đó, thì video đó mình sẽ up sale cho các bạn tham khảo lại. Còn bây giờ mình sẽ up cái video này báo giá chi tiết là 11 con bò này, trong đó có hai bộ mẹ con, một con nghi cái Anh Quốc, một con ba bê nháy, một con đực lai và ba con nghi ba bê phối. Đó, ai quan tâm thì xem chi tiết từng con, mình báo giá rồi các bạn tham khảo. Rồi, cùng vào nội dung chính với mình nhé. Trước khi vào nội dung chính thì cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm những video mới, cập nhật giá cả bò bê hàng ngày mình mua và bán, chọn chốt những cái con bò mà các bạn cảm thấy hợp lý với giá thị trường. Vậy nhé các bạn, rồi bắt đầu nào. Xuống con nào báo giá con đó, thì không biết các bạn xem bây giờ trời nó còn sáng, các bạn xem rõ màu không? Con này là con Anh Quốc phối đó, phối đó đẹp một màu đó, con này thì phối rệt luôn các bạn, đầu như thế này, Anh Quốc đó đỏ mặt, mà giờ không biết các bạn nhìn ra màu đỏ mặt hay là nhìn ra màu đen không biết, vì trời cũng tối rồi đó. Chân trụ thì khiếp luôn này các bạn đó, xây tích thì nghiêm đó, bướm thì lớn đấy, chim lớn để sinh sản tốt nhất có thể đó. Thường thường mấy con bò Anh Quốc có nhiều con nó bướm nhỏ lắm các bạn đó. Thì con này mình báo giá chi tiết, mình báo giá con này mình báo giá chi tiết là 18.500.000 đó. Đó, cứ cho xuống hay cho xuống là anh quay rẹt rẹt hay chứ không để không là tấu mất rồi, báo giá không được đó. Rồi một con đây, con này là con đực lai, rồi con đây là con đực lai và một con ba bê đó. Thì hai con này nó đứng một chuồng này các bạn đó, nhưng mà nó không chịu dơi, mình phải tháo dơi ra đó. Thì con ba bê này đó, 6 tháng, con đực lai này á thì nó rơi vào tầm 6 tháng rưỡi, hai con nó đi cách nhau có nửa tháng các bạn đó. Nhưng mà cái con đực lai này thì giá 16.500.000 và cái con ba bê á thì giá 26.000.000 đó. Rồi các bạn, ba bê thì lại ăn rồi đây đó, con ba bê này nó rơi vào tầm 6 tháng, con đực lai 6 tháng rưỡi, thì hai con là một con 16.500.000, một con 26 đó, hai con như vậy. Báo giá chi tiết để các bạn tham khảo. Rồi, hai bộ mẹ con, giá xuống em, để báo giá hai bộ mẹ con luôn. Đó, hai bộ mẹ con thì bộ đó đây là con bê đực đây. Đó, thì bộ đó và con bê đực này á thì mình bán với giá là 38.000.000. Đó, đó đẹp một màu. Thả thì thanh dúc. Đó. Bê đực rơi vào tầm khoảng cỡ 6 tháng. Đó, và chủ nhà báo hành nói là con bò này là chứa check in là 3 tháng rồi. Đó, nhưng mà mình chia sẻ với các bạn, mình bán cái con bò á, thì chủ nhà cam kết như vậy, thì mình cũng nói với các bạn như vậy, vì mới 3 tháng thì mình không biết khám như thế nào, có sao thì nói vậy. Đó, còn bộ thứ hai là con bê cái Anh Quốc. Đó, và con mẹ như thế này. Đó, để mình quay xa các bạn xem. Đó, thì bộ con bê cái Anh Quốc và con mẹ tông tạng to như thế này, sừng thì cục cục. Đó, sừng cục các bạn không xem được mét sừng, nhưng mà chia sẻ các bạn con này đã 3 con rồi nhé các bạn, để không phải là bò tơ. Đó, có sao thì nói vậy, con này 3 con, bên này Anh Quốc phối. Đó, rèn cột luôn này các bạn, Anh Quốc phối rèn cột bê cái. Đó, thì bộ này mình bán 36.500.000. Đó, mẹ con như thế này. Đó, bảo hành về lồi lõm dược xạ. Đó, còn con này thì
bê nó còn nhỏ nên là chủ nhà chưa xí là chưa động dục lại. Có cái bộ này thì con bê được lớn, chủ nhà nói là chưa check ăn là hơn 3 tháng. Đó. Như vậy. Là hai bộ, một bộ 38 triệu và một bộ 36.500. Đó, hai bộ như vậy. Bộ 38 thì bê được rơi vào tầm 6 tháng và con bê được này chưa xí bạn nó rơi vào tầm khoảng cỡ 15 triệu rồi. Đó. Rồi, trên xe còn một con còn hai con 3B với một con đực anh Wood nữa. Trường Hưng nó mơ nó dắt xuống rồi mình báo giá cho các bạn tham khảo luôn. Đó. Rồi, à con đã xuống rồi. Đó, thì con 3B này. Đó. Con 3B này, 3B lẹp này, cao dài, chiều dài thì hết cỡ luôn. 3B lẹp các bạn. Đó thì con 3B này mình bán với giá 27 triệu. Đó. Rồi, con đôi cũng lẹp luôn. Hai con mèo như nhau rành cộp hết. Đó. Thì hai con 3B mình kêu 3B rành đi cho các bạn dễ hiểu. Thì con này 27 triệu. Đó. Con này là 26 triệu. Đó, hai con như vậy. Con 27, con 26. Con này 27 triệu này các bạn. Đó, mông đuôi như vậy. Hàng lẹp rành rành nè các bạn, rành hả? Vẫn còn sáng nữa các bạn xem rõ không? Đó. Con này là 18.500, bê cái anh Wood phối. Đó, ngày nay đi tống thế lớn nhỏ đó đi ăn 11 con. Đó. Bộ như thế này 38 triệu. Mẹ chủ nhà bảo hành chưa là hơn 3 tháng. Đó. Bê là được 6 tháng, con bê đực rơi vào tầm khoảng cỡ 15 triệu. Đó các bạn. Bộ đôi thì mẹ chưa động dục lại, mẹ đã sinh được 3 con. Đó, con anh Wood phối đôi, rình bê cái luôn. Chiều dài mình rất là dài. Đó, bộ này 365. Đó, còn một con đây. Con đây thì anh Wood phối bê đực. Đó. Em. Đó, bộ một cục nút một cục y như là 3B các bạn. Đó thì con này mình bán với giá là 20 triệu chẵn. Đó. Con anh Wood phối đây. Đó, 20 triệu chẵn. Như vậy. Dòng này là dòng đực. Đó. Thằng tưng từ trước ra sale. Đó. Đực nhưng mà dòng phối đầu rất rẹt, gọi là pháp chuẩn luôn. Đó. Còn về cái đó thì 18 năm. Đó, hai con nó đứng tương đồng nhưng mà con đực thì nó cao hơn cái 1 triệu rưỡi các bạn. Đó. Đực này thì thịt nhiều hơn, nói chung là thịt con đực nhiều hơn cái luôn. Đó, mèo con đực là mèo vàng vàng kem. Đó. Nói chung vàng vàng cước. Con này thì anh Wood chứ không phải là Charolais, không phải kem cước nhé các bạn. Con này là anh Wood. Anh Wood phối chân cánh này các bạn. Đó. Mình mới tìm hem. Chứa nhiều quá. Rồi và cuối cùng là con 3B nhảy thôi. Bán giá siêu mềm cho ai quan tâm tham khảo. Vậy xuống em. Đó. Thì chia sẻ với các bạn con 3B nhảy này mình bán với giá 16 triệu. Đó. Như thế này. 3B nhảy là mông đùi mình thấy tốt quá, với lại thấy nó khéo khéo xinh xinh. Nó là mình bách để cho các bạn tham khảo. 3B nhảy thì mình tính giá bò lai thôi, chứ không có tính nhảy nhót gì hết, không tính 3B gì hết. Nhưng mà con này cố đơ nó mông đuôi này các bạn. Nó tính giá bê cạo 16 triệu cho ai quan tâm về nuôi vỗ béo. Nó thì con 3B thì nó được cái là cái nước ăn các bạn. Đó, nước ăn nó rất là tốt nên là mình về mình nuôi vỗ béo nó được dễ dàng. Đó. 3B nhảy thì có nhiều lúc nó ăn còn hơn là 3B phối luôn các bạn. Nếu ai nuôi 3B nhảy rồi thì biết mông đuôi nó nét cơ luôn này. Đó, 16 triệu. Đó, mua 15 nem bán 16 bán sát cạo luôn. Đó, bộ này là 36 triệu 500. Đó, bê cái anh Wood. Đó, phối. Cổ đơ, mình dài. Mẹ thì ba con rồi. Đó, không có sừng các bạn nhìn mét không được đâu. Đó, con đời ba con. Đó, bộ này thì hai con. Đó, chủ nhà bảo hành là con này là phối 3B được hơn 3 tháng. Đó, nhà có công việc bán. Bộ này thì mình biết nhà có công việc mình mua vậy thôi. Còn cái việc chúa bảo hành về chúa thì chủ nhà nói sao thì mình nói vậy nhé các bạn. Còn mình bảo hành là về giật xạ này, lòi đôm này, hay còn gọi là bệnh lòi bệnh sinh sáng đó, thì mình bảo hành về các việc đó. Nếu mà con bò cái mà nó trời trật về việc đó thì mình sẽ nhận lại bò đó. Còn có sao thì nói vậy. Con này thì nó lỡ bò rồi. Con này thì hai con đó, đang mang thai con thứ ba. Con đó thì ba con rồi, chưa động dục lại đó. Một bộ 38, một bộ 365. À, báo giá chi tiết như vậy. Còn anh cái anh Wood đôi thì giá 18 nem. Con đôi 27 triệu. Rồi, con đôi 27 triệu.
Rồi. Đó. Cao dài. Con này cao nó rơi vào tầm 1m2. 1m2 cứng. 1m2 nem thì không có, mà 1m2 cứng các bạn. Cao dài. Đó, bò khố khố. Bò lẹp giống nhưng mà khố khố. Nên là nó được cái cấp mình cao dài. Chứ còn nói về cái độ, cái độ cơ thịt thì nó chịu, nó không có mất. Đó. Còn con đây 26 triệu. Rồi. Đó, con này 26 triệu các bạn. 26 triệu thì mình cũng rang. Đó. Mà con này thì mấp hơn thịt, nếu mà nói về con 26 con 27 thì hai con thịt nó cũng tương tương tựa tựa với nhau đó. Đó như vậy. Rồi một con nữa. Còn con 3B với một con được lai nữa đây. Hai con nó ở trong một chuồng các bạn. Hai con ở trong một chuồng nên là mà nó không chịu dơi lên xe, sợ nó không chịu dơi nó nem là mấy con kia nó giảm. Đó. Thì hai con như thế này. Đó, một con 16 nem. Đó, một con 26 triệu. Đây các bạn. Đó. Con đây thì với con 26 triệu kia hai con ngang nhau, nhưng mà con 3B đen đây thì chia sẻ các bạn nó là giống đen nhưng mà mông đùi siêu độ. Đi con, đi. Đi. Hai con đây một chuồng này các bạn. Đó. Thì mỗi con mỗi chuồng hết, chỉ có riêng hai con đây là một chuồng. Đó, hai bộ mẹ con một chuồng là hai chuồng. Đó. Thì 11 con mà tới 8 chuồng các bạn. Rồi. Hai con này là đứng một chuồng rồi. Đó. Con 26 con 16 như vậy. Bốn là tổng thể là 11 con. Đó, quay chi tiết. Rồi, con đây cũng 16 triệu các bạn. Đó, thì cái con 3B nháy ra với con được like kia mình tính ngang giá với nhau. Đó, mua 15 nem hết, bán 16 hết. Đó. Đấy. 26, 16. Đó, 42 triệu. Mình mua hai con này 41 triệu. Đó. Tính thêm lem nem, 10 lem nem đó. Rồi, thì tóm quan như vậy. Và chia sẻ với các bạn là ngày khách hàng càng ngày càng nhiều và số lượng người bán bò cho mình càng ngày càng đông. Đó. Nên là cái xe của mình đây chia sẻ với các bạn một ngày không thể nào chở hết được. Đó là mình có nhu cầu lên đời xe. Đó, ai có O-Link 3 tấn rưỡi hoặc là như thế nào đối chắc với mình, hoặc là ai có nhu cầu mua chiếc này thì mình bán để mình lên đời chiếc xe lớn lớn hơn để mình chạy. Đó, như vậy. Thì chiếc này thì chính chủ của mình rồi. Đó, sang tên đồ xem. Đó, khung gầm cầu số nhập 3 cục Hàn Quốc của Kia. Đó. Rồi cabin thùng là của VM sản xuất. Nếu mà ai rành xe nói như sơ sơ như vậy các bạn biết. Đó, biển số thì 11158. Đó. Ai ở Gia Lai thì sang tên trong vòng một nốt nhạc chính chủ của mình rồi. Đó. 11158 6 điểm. Lộc. Đó. Thì mình cũng rất là thích chiếc xe này, đi tới nơi về tới chốn và từ trước tới giờ chưa gặp một cái gì biến cố trên đường. Đó, nhưng mà do bữa nay số lượng bò hàng càng ngày càng đông đó, và mình muốn lên đời, ai có O-Link 3 tấn rưỡi hoặc là muốn đối chắc với mình thì mình đối O-Link 3 tấn rưỡi bù chốt cái đó thì anh em thương lượng. Còn nếu mà ai muốn mua chiếc này thì giá mình bán chiếc này là 105 triệu đó, bán để mua xì 3 tấn rưỡi chở bò cho nó nhiều. Cho bây giờ bò mình mua rất là nhiều nhưng mà số lượng bò rất là nhiều, mình chở xì chặt quá các bạn. Bò đi có nhiều lúc nó đứng không được, con anh em thì dặm với nhau lại bắt phá. Đó, ngày này về tổng thể là 11 con như vậy. Mình báo giá một lượt nữa cho các bạn tham khảo cho nó được chi tiết. Rồi mình kết thúc video. Đó. Trong ngày nay thì con này là con 3B nháy, mình tính giá bò lai nhé các bạn. Mông đùi siêu tốt. Con này nếu mà phối thì nó rơi vào tầm 22 triệu. Nhưng mà nó là nhảy, đó nó ăn đó các bạn. Nó chụp nhìn nó ăn, nó thói xanh là nó ăn thôi. Đó, con này mình bán 16 triệu. Đó, bán giá sát cạo luôn. Đó, mông đùi thì khiếp luôn các bạn. Đó, rồi, B nhảy, bông đầu. Đó, nhảy thì mình nói nhảy. Lỗ đuôi bông đầu thì nhảy thì mình nói nhảy. Đó, giá như vậy 16 triệu. Đến bộ mẹ con. Rồi, con kia đi chơi mất rồi. Đó. Thì con mẹ này với một con anh vuốt cái đó ra kia ăn rồi các bạn. Đó, thì bộ này mình bán với giá là 36 triệu 500. Mẹ sinh 3 con chưa động dục lại, bê cái anh vuốt phối giống cái bộ mẹ con đó thì 38 triệu. Đó, nghĩ được. Và mẹ thì bảo hành chủ nhà bảo hành chứa 3B được hơn 3 tháng. Đó, và có công chuyện mình thói rõ nguồn gốc mình mua. Đó, như vậy. Về đợt gì? Về đợt này rơi vào tầm 15 triệu. Đó. Thì mình bán
bố mẹ con như thế này. Đó là 38 triệu hai con. Cái này con ăn được khối này. Con này thì khối rệt luôn các bạn. Mèo đỏ mặt chứ không thấy, nhưng mà bây giờ tối rồi mình nhìn giống màu đen. Đó, đầu nó đây. Đó. Thì con ăn good phối này mình bán giá 18.500. Hàng này thì chân cắn này các bạn. Đó. Bướm rồi, chim rồi. Chim rất là lớn và xinh xắn, ok. Xấy tích thì rồi. Đó, mình quay chi tiết cho các bạn tham khảo. Đó. Giá 18.500. Đó. Đến con đòi. Đó, ba bê lẹp giống. Đó, cao tầm 1m2 cứng và rèn cột đều mình. Đó, nhưng mà tối rồi các bạn nhìn ra bò đã cai sữa già tháng 7 tháng rưỡi. Đó, 7 tháng 10 ngày giờ chưa tới 7 tháng rưỡi, nhưng các bạn thiếu 5 ngày nữa 7 tháng rưỡi chủ nhà chia sẻ rồi. Thì con này mình bán với giá là 27 triệu. Đó, con này thì bán giá 26 triệu. Rồi đó, rèn luôn. Ba bê này là ba bê lẹp. Đó, hai con. Con này thì con đây là con Angus. Đó, Angus đực. Mình chẳng khác con nào ba bê một cục các bạn. Chân đùi to này, chân trụ to. Tối mất rồi. Đó, thì con này mình bán với giá 20 triệu chẳng. Đó. Đó, ù đó. Rồi, đến cuối cùng là hai con đứng một chuồng là con ba bê này. Đó, 26 triệu. Đó, ba bê đen này. Mong đùi siêu độ đi. Ra rồi. Còn lại là con của cái con bò cái mà chia sẻ với các bạn là giá 26.500. Rồi, mình ra quay các bạn xem. Rồi, đó, con ba bê này giá 26 triệu. Và con đực lai này đứng trong chuồng với nó, không chịu dời, mình mở dời ra. Đó, giá cũng 16 triệu ngang với con ba bê nhí. Nếu mà các bạn mua một cặp thì đây, con đực lai này với con ba bê này nè. Hai con mình tính giá bò lai các bạn. Rồi. Đó. Rồi, 16 triệu hết. Rồi, tổng quan như vậy. Ngày nay tổng thể là 11 con, báo giá chi tiết hết rồi đó. Đó là con bò cái, con của con bò cái giá 36 triệu 500 kia. Đó. Hai con bò cái rất là đẹp. Đó các bạn. Rồi, rồi. Đó, còn đây là hàng bò nhà của mình. Đó, về ngày nay rất là nhiều bò. Và mình báo giá nhanh gọn như vậy các bạn tham khảo để cho các bạn dễ dàng lựa chọn. Và ngày mai mình sẽ up cái video mà mình công khai thực tế tại chuồng, vì là 8 nhà, các bạn cứ nghĩ 8 nhà mình vào mình trả giá mình đùa mua được cái con bò ra thì chia sẻ các bạn phải mất nửa tiếng, mà 8 nhân 30 là các bạn biết bao nhiêu phút rồi. Đó, mình làm video rất là dài, up lên không kịp. Đó, rồi bán hết bò rồi, xe này bán luôn, đem lấy 5 triệu để lên đời ô linh. Ai có ô linh thì đối chác với mình hoặc là như thế nào đó, không gầm cầu số Kia hết, máy móc của Kia bình mới, lốp mới 100%, lốp mới thay nguyên vàng, chạy được gần tháng, hơn tháng rồi các bạn. Lốp mới nguyên vàng luôn. Đó, để mua xe to hơn chớ, chứ còn nếu mà xe này thì ngày mà chớ vài chục con bò thì chớ không kịp các bạn, đi số lượng là chính mà. Đó, rồi ai quan tâm thì liên hệ. May quá thì báo giá xong thì trời cũng vừa tối. Đó, thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ về 11 con bò lớn nhỏ đỏ đen. Đó, trong đó có hai bộ mẹ con, một con ý cái Angus, một con đực lai, một con ba bê nháy và ba con ý ba bê, trong đó một con ba bê đen và hai con lẹp giống. Đó, thì tổng quan chi tiết hết tất tật mình báo giá rồi đó, các bạn ai quan tâm thì tham khảo. Đó, thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi nội dung video của mình. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ tinh thần mình làm những video mới, cập nhật giá cả bò bê hàng ngày nhé các bạn. Rồi, còn đấy, thì mình cũng nói sơ về cái xe của mình đó. Thì chia sẻ với các bạn, ai có nhu cầu thì liên hệ, 105 triệu. Mình bán ra lọc luôn, bán y như vậy luôn. Cũng không thách thức nhé các bạn. Giá mình đưa ra đờ, chia sẻ với các bạn đờ này là đờ 21. Đó, về mấy Kia không gầm cầu số của Kia đời 21. Đó, ai quan tâm thì có người nào muốn mua hoặc là ai biết mối lái gì muốn mua thì cứ đến trực tiếp xem xe tại nhà cho test các kiểu rồi như vậy mua bán thôi. Và thôi, bye ạ.